Chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình đang ở một quán cà phê. Và hôm nay thì mình đang chờ một vị khách đến. Mình có một cái lịch trải bài offline. Và trải bài hôm nay là trải bài Philip. Thì thực ra là anh ấy thì chưa đến. Thế nhưng mà mình đã xin phép anh ấy từ trước rồi. Là ngày hôm nay thì mình có thể được phép là quay lại cái trải bài ngày hôm nay. Để với cái ý tưởng ban đầu của mình đấy là mình muốn làm cho các bạn biết là một cái trải bài Philip thì nó sẽ là như thế nào. Bởi vì từ trước đến giờ ấy là có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình và các bạn không phân biệt được, hoặc là các bạn gặp sự cố nhầm lẫn giữa cái việc trải bài Tilip và trải bài Tarot, thì hai cái hình thức này là hai cái hình thức hoàn toàn khác nhau. Và bởi vì là trải bài Tilip thì nó lại chưa phổ biến được bằng trải Tarot, thế nên là mình muốn làm cái video này để các bạn có thể hiểu được là một cái trải bài Tilip nó hoàn chỉnh là nó sẽ như thế nào, và ý nghĩa của những cái trải bài Tilip thì nó sẽ là như thế nào nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ chờ anh ấy thêm một lúc nữa, và lát nữa thì anh ấy đến thì mình sẽ bắt đầu trải bài cho các bạn xem nhá. Thì vị khách mà mình đang chờ đợi anh ấy đã đến rồi, nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu trải bài luôn nhá. Đầu tiên thì bị sọc sạch, mình sẽ lấy cái bài ra. Bài Tilip thì gồm có những cái lá bài màu đỏ này. Những cái lá bài màu đỏ này là tượng trưng cho những cái sự kiện đã xảy ra trong tháng. Những lá bài màu tím này sẽ tượng trưng cho từng tháng của một cái năm. Thì ngày hôm nay, cái ngày mà mình trả bài ngày hôm nay thì anh ấy có yêu cầu một cái trả bài 6 tháng. Nghĩa là mình sẽ lấy 6 tháng, 6 lá bài này tượng trưng cho 6 tháng. Mình sẽ xếp các cái lá bài này theo thứ tự. Ở đây nhá. Tháng 8 này, tháng 9 này, tháng 10 này, tháng 11 này, tháng 12 này, tháng 1. Ok, anh ơi, anh sinh ngày bao nhiêu? Anh sinh ngày 15 tháng 10 năm 1994. 1994 ạ. Bây giờ em đây. Anh bảo những cái lá bài này giống như em đang làm như thế này, và anh bóc ra cho em 24 lá bài, bóc một cách ngẫu nhiên. Anh nghĩ về nghĩ trong đầu mình cái câu hỏi là sự kiện này sẽ xảy ra trong 6 tháng tiếp theo của mình. Tập trung vào cái câu hỏi đấy, và trong lúc em bóc bài thì anh bốc cho em 24 lá tổng cộng nhé. Anh có cần phải bốc từng lá một không, hay là bốc một cụ luôn? Anh bốc từng lá một ạ. Đây, anh bốc lá một ạ. Hai. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Trong lúc anh bốc thì anh nghĩ về cái câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra trong 6 tháng tới của mình. 1 2 3 em nói em có thể nói to lên tí được không, thể nhạc lên nó hơi okay, hơi to. Anh nhìn ở đây giúp em ấy ạ. Thì ở đây em có hai cái lá này là hai cái lá chỉ người. Thì hai cái lá này nó chỉ nói đơn thuần về cái việc là anh sẽ có một cái giao tiếp, một cái kết nối gì đấy với hai cái người này thôi. Cho nên là em muốn là anh bóc thêm giúp em hai lá bài nữa. Mỗi cái này sẽ bóc thêm một lá bài nữa để em xem thêm là cái người này sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào. Ok.
trả lời của anh thì sẽ bao gồm 6 tháng. Ở đây thì em để là từ tháng 8 cho đến tháng 1, bởi vì là bây giờ thì vẫn đang là tháng 8, cho nên là cái trả bài này nó sẽ bắt đầu ứng từ ngày hôm nay, và trả bài của tháng 8 nó sẽ ứng 1 tháng từ kể từ ngày mai cho đến anh đến hôm 30 ngày, là trong tháng 8 này nó sẽ ứng vào tháng 8, sau đấy 30 ngày tiếp theo nó sẽ vào tháng 9 và các cái tháng sau thì nó cũng như vậy nhá. Cái trả bài này thì em sẽ giải thích cho anh một chút. Đây là cái hàng đầu tiên này thì mình có các cái lá bài tượng trưng cho các cái tháng, và một hàng dọc xuống bên dưới này thì nó sẽ là các cái sự kiện sẽ xảy ra trong tháng đấy của anh. Và ở đây thì trung bình một tháng nó sẽ có 4 lá bài tượng trưng cho 4 sự kiện. Thì có những cái tháng mà như kiểu em vừa yêu cầu anh bốc thêm ấy ạ, thì sẽ có những cái lá bài nó hơi tối nghĩa một chút, và cái việc mình cần phải làm đấy là bốc thêm một lá bài để giải thích thêm cái ý nghĩa của cái lá bài đấy. Thì em giải thích sơ qua như thế để anh có thể hiểu được là cái trả bài này nó sẽ như thế nào, để anh dễ theo dõi nhá. Thì bây giờ em sẽ giải thích ý nghĩa của các lá bài luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với tháng 8, anh hiểu cách tính ngày rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu với tháng 8. Tháng 8 anh có lá đầu tiên là horse, là con ngựa, và nó tượng trưng cho một cái cuộc hành trình ngắn ngày mà anh sẽ có trong tháng này. Thì ngắn ngày ở đây thì nó sẽ giống như là có thể là một chuyến du lịch ngắn ngày của anh, hoặc một chuyến đi công tác, hoặc là anh vừa ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian ngắn, trong một hai ngày hoặc 3-4 ngày gì đấy, thì đây sẽ là một cuộc hành trình mà anh sẽ có trong tháng này. Tiếp theo anh có lá thứ hai là cái ghim. Cái này thì nó tượng trưng cho một cái công việc hoặc là một cái nghề nghiệp mới mà anh sẽ có trong cái tháng 8 này. Thì cái công việc này thì nó có thể là một cái sự thăng chức của anh, một cái sự đổi vị trí làm việc trong cùng cái công việc cũ. Nó cũng có thể là một cái công việc mới hoàn toàn, là anh nhảy việc đấy ạ, chuyển sang công việc mới hoàn toàn. Hoặc nó cũng có thể là một cái công việc mới phụ vào cái việc hiện tại anh đang làm ấy nhá. Tiếp theo em thấy ở đây có một lá thôn là cái ngai vàng. Thì cái ngai vàng sẽ là một cái vị thế của nhà vua ấy, cho nên cái ngai vàng này nó sẽ tượng trưng cho một cái vị thế hoặc là một cái quyền hạn mới mà anh sẽ có trong tháng này. Thì cái quyền hạn này đương nhiên là nó sẽ là cái quyền hạn mà được những cái người xung quanh tôn trọng, bởi vì tại ngai vàng là của nhà vua mà, cho nên là cái vị thế đấy sẽ là cái vị thế mà anh phải làm được một cái gì đấy, phải làm được một cái thành tựu mới, thành công, và anh có cái bản sắc gì đấy khiến cho mọi người tôn trọng anh. Thì cái vị thế mới này nó sẽ nói lên cái điều đấy một cách rõ ràng hơn. Cuối cùng trong tháng này anh có một lá vali là hình ảnh của cái thung lũng. Thì cái thung lũng thì anh tưởng tượng như nó sẽ là một cái vùng đất mà nó trũ ở bên dưới, sau xung quanh thì sẽ được bao bọc bởi đồi núi. Thế nên nếu như mà anh đứng từ xa, anh đứng ở bên ngoài từ xa xa mà anh nhìn vào thì anh sẽ không thấy được cái thung lũng ở bên trong, đúng không ạ? Thì nó sẽ tượng trưng cho cái những cái xung quanh nó ẩn giấu ở bên trong con người anh, nhưng mà nó sẽ không bộc lộ ra nếu như mà anh chưa thực sự khơi dậy được nó, chưa thực sự đi sâu vào nó đi tìm hiểu nó. Thì cái sức mạnh từ cái lá vali này nó nói rằng là anh sẽ cần phải tìm thấy cái sự bình yên trong tâm hồn trong cái tháng này, thì anh mới có thể có đủ sức mạnh để vượt qua cái khó khăn nó đến trong cái tháng này. Thì cái sức mạnh này đấy, như em đã nói là nó sẽ chỉ được tìm thấy khi mà anh thực sự đi sâu vào con người mình, khi mà anh thực sự hiểu rõ chính bản thân mình. Thì hãy cố gắng là trong những cái trường hợp mà nó khó khăn của cái tháng này, trong những cái lúc mà có thể có những cái vấn đề xảy ra anh không biết cách xử lý như thế nào, thì hãy tự hỏi xem là đây đã phải là giới hạn của mình chưa, hay là mình có nhiều hơn thế mà mình không biết. Tiếp theo thì sang tháng 9 anh có một lá hét là cái mũ thì nó tượng trưng cho một cái giống như là cái lá thôn này, nó cũng giống như cái ngai vàng. Cái mũ này thì nó tượng trưng cho một cái vai trò mới anh sẽ có trong tháng này. Nó không nói về cái quyền hạn mà nó nói về cái vai trò và cái trách nhiệm mà anh sẽ có. Thì nó sẽ có một cái trách nhiệm mới được giao cho anh, hoặc là một cái vai trò mới mà anh sẽ đảm nhận trong tháng này nhá. Thì nó có thể xảy ra trong cả công việc, trong cả việc học, nếu như hiện tại vẫn còn đang ở thuộc một cái trường lớp hoặc một cái tổ chức nào đấy, và thậm chí là có thể trong cả gia đình. Nếu như trong gia đình thì nó sẽ thường là ví dụ như anh đang thuộc hàng chức chú, thì bây giờ có một đứa trẻ mới sinh ra và bây giờ thì anh được lên hàng bác hoặc là hàng ông rồi chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì nó sẽ là một cái quyền hạn hoặc một cái trách nhiệm, một cái vị trí mà anh sẽ được đảm nhận mới trong tháng này. Tiếp theo có một cái lá rất là hay là angel, là nàng tiên, là vô tiên, là ông bụt, là thiên thần. Thì cái lá angel này nó tượng trưng cho một cái sự bảo vệ được dành cho anh, nó mang cái hơi hướng tâm linh một chút. Tâm linh ở đây thì thường như kiểu là người Việt mình thì người Việt mình hay nói giống như kiểu là được được
được đỡ nạn cho ấy ạ. Thì giống như là trong cái tháng này anh sẽ, anh đáng ra là sẽ phải chịu một cái nạn nào đấy thì anh sẽ được đỡ cho, có thể là được ông bà hoặc là tổ tiên của mình đỡ cho, hoặc là có một cái thiên thần hộ mệnh nào đấy sẽ đỡ cho anh cái nạn đấy, thì có thể là một cái nạn, một cái hạn nặng mà đáng ra là mình phải chịu, thế nhưng mà nó sẽ thành nhẹ, hoặc là nhẹ thì thành không có luôn anh nhá. Thì đây là một cái lá bài rất là hay. Tiếp theo này là một lá bài Jungle Man, là một người đàn ông trẻ tuổi hơn anh, hoặc là người ta có cái tính cách trẻ trung, có cái tính cách còn trẻ con nông nổi hơn anh. Một người đàn ông này sẽ có một cái giao lưu, một cái kết nối gì đấy với anh trong tháng này, và lúc đấy thì em đã bảo anh là anh bóc thêm một lá nữa để xem cái người đàn ông này như thế nào. Thì anh đã bóc thêm được một lá Whipping Willow, là hình ảnh của cái cây liễu cổ thụ. Cây liễu cổ thụ này thì nó thường thì những hình ảnh cây cổ thụ ấy nó sẽ tượng trưng cho những cái hình ảnh của gia đình, và hình ảnh của gia đình thì ở đây cái cây liễu nó có một cái điều đặc biệt so với các loại cây khác, đấy là nó cái lá của nó ấy, chỉ nó cứ rủ xuống dưới nhìn nó rất là buồn, chứ nó không vẩy lên trên như là các loại cây khác. Thì cái cây liễu này nó tượng trưng cho một cái nỗi buồn trong gia đình của anh sẽ có trong tháng này liên quan đến một cái người đàn ông trẻ tuổi hơn, hoặc là có cái tính cách trẻ hơn anh mà em vừa nói ở trên. Cuối cùng trong tháng này thì anh có một lá bell, là cái chuông, và cái chuông này thì nó sẽ tượng trưng cho một cái thông báo quan trọng mà anh sẽ nhận được trong tháng 9 này nhá. Tiếp theo mình sẽ nói sang tháng 11. Tháng 11 thì anh có một lá bird flying, là hình ảnh của con chim nhạn đang bay trên bầu trời, thì nó tượng trưng cho những cái tin tức, nó giống như là cái lá cái chuông đấy ạ, những cái tin tức, những cái thông báo mới mẻ, rất là mới mẻ và rất là quan trọng nó sẽ đến với anh trong tháng này. Tiếp theo thì em thấy ở đây em sẽ nói lá mountain này trước. Lá mountain này là hình ảnh của những ngọn núi, và đương nhiên người ta thường hay lấy núi ra để người ta miêu tả khó khăn. Thế cho nên là cái tháng này sẽ là một tháng mà có nhiều những cái khó khăn nào đến với anh, và nó không phải là những cái khó khăn kiểu lặt vặt nhỏ nhặt, những cái mà chướng ngại thật nhỏ nhỏ đâu, nó sẽ là những cái khó khăn lớn mà mình sẽ cần phải bỏ công bỏ sức ra để vượt qua nó, có những cái vấn đề mà mình sẽ cần phải giải quyết nó. Thì có cái lá này ở đây chứng tỏ cái tháng 10 của anh sẽ là cái tháng mà có rất là nhiều thử thách sẽ cần phải vượt qua. Và ở đây anh có một lá elephant, là con voi. Con voi thì bình thường nó sẽ tượng trưng cho một cái cuộc hành trình, thế nhưng mà nó khác với con ngựa. Con ngựa này là cuộc hành trình ngắn, còn con voi này nó là cuộc hành trình dài mà anh sẽ có trong tháng này. Thì có một cái điều đặc biệt ở cái lá con voi này, nó là có thể nó là cuộc hành trình dài về mặt vật lý, nhưng cũng có thể nó là cái cuộc hành trình dài về mặt tâm lý. Tức là nếu như là về mặt vật lý thì thực sự là anh sẽ xách value lên và đi đâu đó trong một khoảng thời gian khá là dài của cái tháng này. Tuy nhiên nó cũng có thể là về mặt tâm lý, tức là anh dành thời gian ra để anh suy nghĩ, để anh chiêm nghiệm về cuộc sống, về những cái gì mình đang làm, về những cái mối quan hệ xung quanh mình, để sau khi kết thúc cái cuộc hành trình đấy, dù cho nó có là vật lý hay là tâm lý, thì anh cũng sẽ có cái sự trưởng thành hơn, sẽ có những cái chiêm nghiệm mới, sẽ có những cái nhìn nhận rất là mới về những cái vấn đề nó đang xảy ra xung quanh mình anh nhá. Cuối cùng thì trong tháng 10 này anh có một lá đây, kite, là cái diều. Và cái diều thì giống như nó tượng trưng cho mùa hè, cho kỳ nghỉ hè, cho nên nó giống như là một cái kỳ nghỉ mà anh sẽ có trong tháng này, một cái khoảng thời gian mà sẽ không cần phải lo nghĩ quá nhiều, không cần phải suy nghĩ, không cần có quá nhiều áp lực, mà anh sẽ được thoải mái, sẽ được tận hưởng, sẽ được đi đâu đó chẳng hạn. Tiếp theo mình sẽ nói sang tháng 11. Tháng 11 em thấy ở đây đầu tiên anh có một lá scissors, là cái kéo. Và cái kéo thì nó tượng trưng cho một cái sự thất vọng mà anh sẽ có trong một cái vấn đề gì đấy của tháng này. Tức là anh đã kỳ vọng là nó sẽ được hơn như thế, nhưng cuối cùng thì nó lại không như vậy, làm cho anh thất vọng đấy ạ. Anh có lá thứ hai. Em sẽ nói về cái tâm trạng trước nhé, thế cho nên em sẽ không nói từng lá bài theo cái thứ tự này một, và em sẽ nói thế nào cho anh dễ hiểu và dễ nắm bắt nhất, kiểu dễ nhớ nhất nữa ạ. Ở đây thì em có một lá nữa là voucher, là con chim kền kền. Và con chim kền kền thì nó tượng trưng cho cái sự buồn bã, cái sự thất vọng, và đặc biệt nó tượng trưng cho cái tâm trạng lo âu, thất thỏm mà anh sẽ có trong tháng này. Tức là mình không lúc nào được ngồi yên ấy, kể cả là những cái mà mình lo lắng về nó không có nhiều cơ hội sẽ xảy ra đâu. Nhưng mà mình vẫn không thể nào mà tự giải thoát mình khỏi cái sự lo lắng đấy được. Thế nên là cái tâm trạng của anh trong tháng này nó cứ rất là bất ổn. Lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy buồn chồn, đứng ngồi không yên, hoặc là kiểu lo sợ là một cái chuyện gì đó sẽ xảy ra, hoặc là nó sẽ không được như những cái gì mà mình đã mong muốn ấy.
Tiếp theo thì tháng này có một lá apple và một lá sunrise. Thì cái sunrise này nó là hình ảnh của mặt trời mọc lên từ bờ biển. Thì cái hình ảnh này nó giống như là nó tượng trưng một cái ngày mới rất là một cái khởi đầu rất là tốt đẹp nó đang tiến đến với anh trong tháng này. Thế nên là nếu như anh có ý định bắt đầu một cái công việc kinh doanh này hoặc là bắt đầu một cái dự định, một cái kế hoạch, một cái dự án gì đấy thì nên bắt đầu vào tháng 10. Tháng 10 là một cái tháng rất tốt cho mọi sự khởi đầu, thậm chí là một cái thói quen cho bản thân anh thì cũng nên bắt đầu từ tháng 10 luôn. Nó là một cái tháng rất tốt cho mọi cái kiểu sự khởi đầu luôn. Và ngoài ra thì cái tháng này cũng sẽ là cái tháng mà anh sẽ có rất là nhiều những cái sự sáng tạo, rất là nhiều những cái khả năng mới được khai quật. Thế nên là nó sẽ là một cái tháng làm việc hiệu quả nếu anh biết tận dụng được cái tinh thần, cái trạng thái này của mình. Anh có lá cuối cùng ở đây là apple, là quả táo. Thì quả táo nó tượng trưng cho một cái sự cám dỗ, cái vẻ ngoài nó rất là đẹp. Thế nhưng mà nếu như anh nhìn kỹ vào trong ảnh này, anh có thể thấy được là ở đây có con rắn. Nếu như mình không nhìn kỹ mình sẽ không thấy con rắn. Đây ạ, anh thấy không ạ? Thì thường thì những cái cám dỗ nó sẽ không để cho mình thấy cái mặt trái của nó đâu. Mà khi mình nhìn thấy nó, mình sẽ chỉ cảm thấy như là sao lại có cái thứ tốt đẹp như vậy ở trên đời. Và mình quên mất là phải đặt ra câu hỏi cho những cái chuyện mà có những cái thứ nó tốt đẹp quá là mình cũng phải đặt ra câu hỏi. Thì cái lá này nó tượng trưng cho những cái cám dỗ nó đến và nó sẽ thử thách anh trong tháng này, thử thách xem là anh có vượt qua được hay không. Nếu như mà anh ăn những quả táo này rất là dễ sẽ bị rắn cắn luôn. Thế nên là đấy, sẽ có những cái cám dỗ tháng này thì mình phải cẩn thận với tất cả mọi thứ vì có thể là cạm bẫy đối với mình. Nếu như mình càng tiến sâu thì mình sẽ càng tổn hại, càng thua thiệt về sau. Sang tháng 12, tháng 12 là một cái tháng em rất là muốn nhắc nhở anh, bởi vì em nhìn thấy ở đây ngay từ đầu có một cái lá này rất là đặc biệt. Đây là lá heo, là cái múa này không phải là cái múa mà mình để đóng đinh đâu ạ. Nó là cái búa của thẩm phán và nó sẽ tượng trưng cho những cái vấn đề mà nó liên quan một cách nào đấy đến pháp luật. Và mình sẽ phải cẩn thận lá này nhé mọi người. Đương nhiên thì cái việc liên quan đến pháp luật nó sẽ có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau. Ở những cái mức độ nhẹ thì nó chỉ có thể là anh đi ra đường và bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà có rất nhiều những cái mức độ nó nặng hơn và mình thì không thể biết được là nó nặng nề đến mức như thế nào. Thế nên là phải cẩn thận cái lá này giúp em nhé. Bởi vì theo cái quan điểm của em thì em nghĩ là tất cả những cái vấn đề liên quan đến pháp luật nó đều là những cái vấn đề mình càng trải nghiệm thì càng tốt anh ạ. Tháng này thì em thấy sẽ là một cái tháng mà nó sẽ liên quan nhiều đến công việc của anh ấy. Vì em thấy ở đây thứ nhất là có lá desk, là cái bàn làm việc, cái bàn học. Thì đấy, nếu như anh vẫn còn đang ở trong một tổ chức hoặc là một cái trường lớp nào đấy thì sẽ là nó sẽ nhắc nhở anh là anh sẽ cần phải tập trung vào việc học nhiều hơn nữa trong cái tháng này. Còn nếu như mà anh đang đi làm thì anh sẽ phải tập trung vào cái công việc của mình nhiều hơn nhá. Nó nhấn mạnh vào cái việc này là bởi vì trong cái tháng này là anh sẽ hơi lo lắng một tí, tức là hơi lo lắng cái sự chăm chỉ của mình ấy. Còn thực ra em nhìn ở đây là anh vẫn biết rất là rõ là mình muốn gì. Anh có một lá target là hình ảnh của cái mục tiêu và anh rất biết rõ mình muốn gì luôn, anh rất hướng về mục tiêu của mình. Thế nhưng mà đôi khi nó có những cái sự lười biếng, chưa được chăm chỉ, chưa được kiểu như duy trì được cái sự chăm chỉ mà mình có ấy, thì cố gắng là mình duy trì được cái sự chăm chỉ. Bởi vì sao, em thấy ở đây có một lá eagle này là con chim ưng và nó tượng trưng cho một cái chiến thắng rất là vẻ vang hoặc là một cái việc mà anh vượt qua được thử thách, vượt qua được khó khăn để anh thành công ấy. Thì cái điều này liên quan đến một lá older woman, là một người phụ nữ nhiều tuổi hơn anh, hoặc là một cái người không phải nhiều tuổi hơn nhưng mà người ta có cái thái độ, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó già dặn hơn anh ấy, thì sẽ lên cái chiến thắng của anh sẽ liên quan bằng cách nào đến cái người phụ nữ này anh nhá. Tháng cuối cùng thì mình có tháng một anh có lá đầu tiên là lá bét, là một cái túi đựng một cái gì đấy nhưng mà nó rất là to và nó tượng trưng cho một cái điều quan trọng sẽ đến với anh trong tháng này. Và đặc biệt nếu như hiện tại anh đã đang đi làm rồi thì cái này nó sẽ tượng trưng cho một cái sự gia tăng về tài sản hoặc là một cái sự tăng lương mà anh sẽ có trong tháng này, hoặc là nó cũng có thể là một cái công việc mới mà anh có nữa. Tóm lại nó sẽ là một cái thứ quan trọng và thường nó sẽ nghiêng về vấn đề nghề nghiệp, về vấn đề công việc của anh nhiều hơn. Tiếp theo thì em cũng nghĩ là cái tháng này nó không phải là một cái tháng mà nó êm đềm cho qua đâu, bởi vì ở đây anh có một lá import là lọ mực, và cái lọ mực này nó đang bị đổ ra bàn. Nó tượng trưng cho những cái khó khăn, những cái vấn đề mà anh sẽ gặp trong tháng này. Thế nhưng mà nó hoàn toàn khác với cái lá mountain ở đây.
mà thường ở đây là những cái ngọn núi, thì những cái ngọn núi nó sẽ là những cái khó khăn mà nó rất là lớn. Còn những cái lọ mực này thì mực đổ nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ xảy ra rất nhiều và nó sẽ xảy ra xuyên suốt trong cả cái tháng đấy. Có những cái vấn đề nó cứ lấp nhấp và nó cứ làm cho anh cái mực mình là phải khó chịu ấy. Thì đấy, sang tháng này cũng sẽ là một tháng mà có nhiều vấn đề, nhưng mà vấn đề nó cũng nhỏ nhỏ thôi chứ nó không phải là vấn đề lớn. Tiếp theo thì em thấy ở đây hai cái lá này không được đẹp lắm, là một lá casket và một lá cracked cut. Casket này là hình ảnh của quan tài, và thông thường thì nó sẽ tượng trưng cho một cái người mà sẽ mà người ta sẽ rời khỏi cuộc sống quanh vào tháng này. Thì thực ra là không phải lúc nào cũng là người ta mất tộc. Đương nhiên sẽ có những trường hợp là có một người thân hoặc có một người bạn bè hoặc là ai đó xung quanh anh có thân thiết, có mối quan hệ với anh, người ta mất vào tháng này. Thế nhưng mà ngoài ra thì sẽ là có thể là anh mất mát đi về mặt một mối quan hệ, tức là có một người đã từng ở trong một mối quan hệ đấy với anh, nhưng mà đến thời điểm tuy nhiên thì nó cũng có thể là một cái sự mất mát liên quan đến cái mối quan hệ. Anh đã từng có một cái mối quan hệ như vậy với một cái người nào đấy, thế nhưng mà đến cái thời điểm này là cái mối quan hệ ấy đổ vỡ và tan nỡ hoặc là dạn nứt, khiến cho người đấy không còn ở bên cạnh anh nữa. Và cũng có thể là có cái trường hợp thứ ba, tuy nhiên thì cái trường hợp này nó ít khi xảy ra hơn, đấy là có một người đang ở gần anh hoặc ở xung quanh anh nhưng mà người ta chuyển đến ở một chỗ rất là xa. Thế nhưng cái trường hợp này chỉ xảy ra khi mà cái người đấy và anh sau này ít khi có cơ hội được nói chuyện hoặc là được gặp gỡ với nhau, và gần như là kiểu không bao giờ gặp lại nữa ấy, thì mới có thể xảy ra cái trường hợp này thôi nhá. Và cuối cùng anh có là cracked cup, nó tượng trưng cho hình ảnh của một cái cốc bị vỡ. Một cái cốc vỡ này thì bình thường thì nó vẫn được dùng ở trong gia đình để đựng nước, thì nhưng khi nó vỡ thì người ta vứt nó ra đúng. Thì cái tâm trạng của cái cốc vỡ nó sẽ là cái tâm trạng thứ nhất là nó rất là thất vọng về bản thân mình, nó cảm thấy mình vô dụng, và thứ hai nữa là nó sẽ cảm thấy rất là cô độc, không có ai quan tâm đến nó, không có ai hiểu nó, không có ai chia sẻ được với nó cả, nó nằm trơ trọi ở giữa đường luôn. Và cái tâm trạng của anh trong tháng này cũng sẽ như thế, tức là anh cũng sẽ cảm thấy rất là thất vọng, rất là chán nản, hoặc là cảm thấy như mình chả làm cái gì nên buồn cả, hoặc là cảm thấy như mọi người xung quanh không ai có thể chia sẻ được cái nỗi buồn đấy của mình, hoặc là cái nỗi niềm của những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Thì đây sẽ là lá bài cuối cùng trong trải bài 6 tháng ngày hôm nay. Thì anh có câu hỏi gì không? Có chỗ nào em nói anh chưa rõ, hoặc là có cái hình ảnh nào mà em còn giải thích chưa kỹ mà anh chưa hiểu không ạ? Anh 6 tháng tới thì chuyện tình yêu của anh như này, chuyện tình cảm của anh nữa. Anh ơi, trong cái trải bài clip ấy, thì nó cũng có nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng mà cái chuyện tình cảm của anh trong 6 cái tháng này em gần như là không thấy chuyện tình cảm. Không thấy đúng không? Không thấy xảy ra cái vấn đề tình cảm nhiều. Có thể nó cũng vẫn sẽ có, ví dụ như những cái khó khăn này mà có thể nói chung thì nó cũng có thể nói về chuyện tình cảm. Thế nhưng mà cái điều này nó không hề nổi bật ở trong trải bài. Thì em nghĩ là nếu như hiện tại vấn đề tình cảm của anh đang như thế nào thì trong 6 tháng tới nó vẫn tiếp tục là như thế, chứ nó không có gì thay đổi nữa. Chủ yếu vẫn là tháng này tháng 11 đúng không? Tháng 11. Tháng 11 anh cẩn thận là cái búa. Cái búa dính gì nhau với pháp luật và cái gì đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và có một cái nữa đấy là tháng 11 này thì anh có cái lá sunrise, là hình ảnh mặt trời mọc lên từ bờ biển ấy. Thì đấy, như em đã nói vừa nãy là anh có thể cân nhắc là mình bắt đầu cái gì vào cái tháng này cũng đều thuận lợi hết. Thế nên là nên khởi đầu mọi thứ vào cái tháng này, ví dụ như anh kinh doanh hay gì đấy cũng có thể cái tháng này luôn. Chứ còn cái older woman em có thể nói thêm với anh một chút không? Cái này thì cái lá này thì hai cái lá bài này nó kết hợp với nhau ạ. Vừa nãy em còn nói là anh nói thêm một lá nữa ấy. Thì cái lá này là một cái người phụ nữ nhiều tuổi hơn anh, hoặc là người ta có cái thái độ sống, có cái suy nghĩ sống, có cái cách người ta cư xử, người ta trưởng thành, hoặc là người ta có già dặn hơn anh. Nó sẽ liên quan đến một cái chiến thắng của anh. Là con chim ưng này là cái chiến thắng, thì có thể là một cái chiến thắng hoặc là một cái sự thành công của anh thì sẽ liên quan bằng một cách nào đấy với người này. Có thể là thành công của hai người làm việc chung với nhau, hoặc là cũng có thể là người này là cái người mà giúp đỡ anh hoặc là nâng đỡ anh trong cái việc mà anh có thể đạt được cái thành công đấy. Thì đây nó là một cái sự kiện tốt thôi chứ không có vấn đề gì cả. Thế có khi anh nên bắt đầu làm một cái gì đấy vào tháng 10 dạ. Thì tháng 11 sẽ ít nhiều sẽ đạt được một cái, dạ vâng, cái thành công nào đấy đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, tháng 11 thì em thấy, đây là tháng 12, đây là tháng 11 ạ. Tháng... Đâu, ok thì, ok. Cái tháng 11 này anh nên bắt đầu làm cái gì đó. Bắt đầu làm tháng 12 thì đấy chỉ, em thấy nó là cái tháng rất là đẹp, nhưng mà có một cái lá gable này là cần
chú ý thôi, chứ còn mọi thứ nó rất là thuận lợi. Ok. À, còn cái gì anh cần phải lưu ý nữa không? Ngoài những cái đánh giá thì nó có cái điểm một chút chung chung nào không? Em thấy ở đây thì có cái lá cát xin này thì thực ra là thông thường nó sẽ nói về mất mát về mặt tính mạng của người thân hoặc trong gia đình hoặc trong họ hàng của anh. Thì thực ra là cái lá này nó cũng là một lá nên lưu ý, bởi vì dù nó là mất mát về mặt tính mạng hay là về một cái mối quan hệ thì nó cũng sẽ là một cái chuyện buồn cho mình, thế nên là mình chú ý cái lá này thôi. Còn thực ra là trong cái trả bài này của anh thì em không thấy có cái gì nó quá là vất vả hoặc quá là khó khăn cả. Đặc biệt là ba cái tháng này thì hầu hết nhưng mọi thứ nó đều không quá là có cái gì đấy, nó mọi thứ nó đều khá là thuận lợi, đều bình yên nữa. Dạ, đúng rồi. Lưu ý tháng 1 cho em tháng 12 và tháng 1. Cái này là em xem cho anh 6 tháng trong tương lai của 2020 và 2011 đúng không? Thế thì 2020 và 2021. Thế thì 2021 và 2022 thì sẽ phải xem tiếp đúng không? Dạ vâng. Thì thực ra là ban đầu em cũng có các cái gói ấy ạ. Em có các cái gói ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng ấy. Thì nếu như anh chọn gói 12 tháng thì em sẽ trả từ tháng 8 năm nay cho đến tháng 7 năm sau. Thế nhưng mà trong cái T-list thì nhiều nhất là mình có 12 tháng thôi. Mình không xem xa hơn được. Thì ở đây anh chọn 6 tháng nên em xem từ tháng 8 cho đến tháng 1 thôi ạ. Còn nếu như mà sau này anh xem nghiệm cái trải bài hôm nay và anh cảm thấy là nó diễn ra đúng như thế thì anh có thể đặc biệt xem thêm khi mà cái tháng 1 này nó kết thúc anh nhá. Thế còn em muốn xem riêng về chuyện tình cảm thì T-list có xem được không? Nếu như anh muốn xem riêng về chuyện tình cảm thì em nghĩ là anh nên xem Tarot. Bởi vì là Tarot nó sẽ cụ thể hơn và nó sẽ phân tích được hơn ạ. Tarot thì không cần phải gặp mặt đúng không? Dạ, em có thể xem online cũng được. Thực ra T-list có thể xem online được. Thế nhưng mà nếu như anh gặp mình gặp mặt ở đây thì mình có thể tự bóc bài luôn thì có nhiều người ta cũng thích như thế hơn. Còn để tiện hơn thì mình hoàn toàn có thể xem online tất cả các hình thức ạ. Thì đều như nhau, xem online và xem offline thì đều như nhau. Và kết quả thì đều tương tự nhau. Đúng rồi. Có một cái điều lưu ý nữa ở đây là nếu như anh đã xem rồi như em vừa dặn ấy ạ, là anh đã xem từ tháng 8 đến tháng 1 rồi, trong khoảng thời gian này anh không nên xem thêm. Tức là anh có thể xem Tarot nhưng đừng xem T-list nữa. Anh chỉ xem T-list khi mà cái thời điểm tháng 1 này nó qua đi rồi thôi, vì mình bóc bài nhiều quá về cùng một thời điểm thì nó sẽ dễ bị sai, nó ảnh hưởng năng lượng lẫn nhau thì nó sẽ bị sai số đấy ạ. Mình chỉ nên xem một cái trải bài trong một thời điểm. Anh có còn thắc mắc gì nữa không ạ? Ok. Ok, anh nghĩ là anh đã hiểu. Anh có muốn chụp lại cái trải bài này không ạ? Có, để nếu sau này mà anh có cái gì mà quên mất những cái gì hôm nay em nói thì anh có thể hỏi lại em, gửi lại cho em cái ảnh được ạ? Ok, anh chụp nhé. Sau này anh quên được ạ, bất kỳ lúc nào mà anh muốn hỏi lại đúng không, anh gọi điện cho em được đúng không? Được. Hoặc là anh gửi tin nhắn qua Messenger. Mình ok đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em. Quay hình thì đấy, có ok không ạ? Không vấn đề gì. Bây giờ thì mình đã hoàn thiện xong cái trả bài tích ngày hôm nay rồi, thì hy vọng là mọi người có thể theo dõi cái quá trình vừa rồi và hiểu được là trả bài tích nó sẽ là như thế nào. Thì mình sẽ giải thích lại một lần nữa cho các bạn hiểu nhé. Cái này nó đơn thuần là nó sẽ nói ra những cái sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Nó sẽ không phân tích sâu một cái gì và nó cũng sẽ không nói rõ về một cái vấn đề gì cả. Chỉ có là các bạn nghe và các bạn ghi lại những cái sự kiện và các bạn chiêm nghiệm nó trong tương lai thôi. Kiểu như xem là để biết trong tương lai sẽ phải đã chuẩn bị để mình có thể chuẩn bị sẵn, hoặc là nếu như có những cái vấn đề mà nó nặng nề quá thì mình có thể chủ động ngay từ bây giờ mình làm cho nó nhẹ nhàng bớt hơn thôi. Thì cái trả bài tarot này nó sẽ sau cái tarot nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn. Độ chính xác của tarot nó sẽ vào khoảng 90%, tức là 90% các sự kiện trong này sẽ xảy ra, thậm chí là 100% luôn. Và mình hy vọng là
qua cái video ngày hôm nay thì các bạn có thể hiểu được cái trả bài Tilip đấy, nó có thể là như thế, nó khác tarot là như vậy. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn đặt lịch xem bài với mình thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua fanpage ở trên Facebook là Bumi Blog, hoặc là cái trang của mình ở trên Instagram là bumi.tarot. Và hai cái đường link cho cái hai cái trang đấy thì mình sẽ để ở description box nhé. Thì các bạn có thể check ở bên dưới để các bạn tìm cái đường link đấy và gửi tin nhắn cho mình nếu như mà các bạn muốn xem. Ok, thế thì tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.